What do you think? Oh really? Yeah. Chào các bạn, mình là MC Minh Thúy. Xin chào tất cả mọi người. Chào các bạn, chúng nhà chị Dung. Tôi đã đến trước cửa nhà chị Dung. Xin chào các bạn, tôi là MC Minh Thúy. Xin chào các bạn, mình là MC Minh Thúy. Chúng mình đến từ kênh truyền hình đài truyền hình SBC. Hôm nay mình xin tường thuật trực tiếp về buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho đám cưới chị Dung ngày mai. Follow me. Đây là anh Lê Thiên Lâm, họ là DJ của ngày hôm nay. Thôi tập đi Thảo ơi. Làm nhạc lắm. Có đôi đuôi. Em nhỏ lúc này. Chỗ có cái cắt tóc quay là như đi ăn cưới vậy. Mọi người chút màu đỏ à. Người đầu tiên anh trong anh chính là em. Đi xem một vài mọi người đây chuẩn bị như thế nào nhé. Có thứ gì đó. Các bạn có thể thấy cổng hoa và bàn ăn tất cả đã được trang bị rất là đầy đủ và đẹp đẽ. Thì cắt tóc. Ngồi đây mà mát cho tôi được không thôi nhé. Kiểu nhà hàng ấy, ăn từng món mà thôi rồi. Đó là gấp như thế nào chứ? Dạ. 3 trứng là 5 dĩa. Mà mày không? Rồi hết cái bát này lấy nữa. Không có lấy nữa, cạch cơ lại. Thế là chẳng hù hồi với anh Đoàn. Hồi với anh Đoàn cũng mình cháu với lại chú Kiểm cả. Với hai chú cháu. Vài câu đó thì đi. Là làm 5:30, còn Vân với Bông thì vô 6 giờ, tại ta làm một lúc không làm kịp được. Dù nó nhà xa hơn thì đi vô 6 giờ nha. Bông đẹp, bông đẹp, vô lấy đi. Nè, bông hồng mới đẹp, bông hồng mới đẹp. Quay bông đi, follow me. Đấy. Đang tường thuật trực tiếp. Hết luôn, hết sạch luôn á, như em như bị bỏ đói vậy đó. Đâu rồi? Chỗ quá trời rồi. Cái này chơi
con. Nó mệt. Quay phim cười. Cười chụp hình cười đi. Hai. Nhìn nó mắc cười. Cười ấy cười. Chơi với bạn kìa, cũng chơi với bạn kìa. Ừ, nếu chơi thì thôi đi. Thảo, hay Thảo. Ý. Vô. Có đi. Có 20 cái này bỏ trong. Xin kính chào các bạn, hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà chị Dung. Và sắp tới sẽ diễn ra một buổi tiệc linh đình trịnh trọng của Lọ Lem và Hoàng Tử. Nè, hãy theo chúng tôi để chúng ta có thể khám phá những ẩm thực cũng như thiên đường ăn uống. Trong nhà và chú Thiểm này có 10 cái nữa. Sự nặng nhọc cần mẫn. Nào, theo chân tôi. Khiêu bếp đang chật quay phim chụp thi. Vâng, các bạn đã thấy đấy. À, đưa lên đấy hả? Từ một trực tiếp. Mọi người đang rất là nhiệt tình và cẩn thận cho đám cưới chị Dung. Và chúng tôi rất như vậy. Và ngày mai là đám cưới chị Dung. Thế vì vậy, các bạn phải chuẩn bị mặc trang phục thật gọn đẹp, thật lộng lẫy để tham dự đám cưới cung đình có 102 sự kiện cuối năm, sự kiện của tất cả mọi người. Nào, hãy chuẩn bị thôi và theo chân tôi. Điều quan trọng hơn hết đám cưới chị Dung là sự say mê, sự cuồng nhiệt, sự say đắm đôi vợ chồng. Vì vậy, các bác sẽ chuẩn bị một chai tủ rượu. Cái này chỉ trẻ phải bơi thôi. Đâu, mẹ mới chứ hẳn đâu. Dạ vâng, bạn hết và xin chào tạm biệt. Bây giờ nó đã xấu lắm. Mấy làm dưới xong chưa nào? Dạ xong hết rồi chị. Để mình hoa này nọ chưa? Dạ rồi. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tôi đang đứng trước nhà chị Dung. Và ngày hôm nay chúng ta hôm nay là sáng chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2016. Thật sự rất vui khi đứng trước ngày hôm nay. Chúng ta sẽ làm coi lễ. Thật không chị Dung? Nào, xin chúc tôi. Lên lỡ má lên rồi má. Ồ quên tao quên lỡ quên. Ủa về chị Vân đâu? Chị Vân có đôi giày để đây đâu rồi? Hiện tại trên bàn đám cưới thì sẽ có hoa kẹo hạt dưa giống như đây là hạt gì má? Bí bí hoa hồng. Không luôn á. Thì cần có hạt là trai và nhà gái để làm nơi kết hợp tác nghiệp cho hai bên vợ chồng trẻ. Thật sự tôi rất vui vào ngày hôm nay. Cảm ơn. Mình bác không hay.
Dạ và bây giờ con mời hai cô ạ. Cô đeo cho cô dâu luôn đi cô. Đây, chú kể ơi. Coi nhìn ra máy. Nhìn xuống vậy nè. Ba nhìn ra máy mà. Rồi. Trước khi cưới sao anh? Anh Thành. Quay cái thảo. Dạ anh đang quay. Quay gì cái coi. Dạ rồi. Cái hình thôi. Dạ rồi. Bác Huy. Bác Huy, bác Hương cảm thấy như thế nào? Bác Huy cảm thấy hôm nay như thế nào? Hôm nay phỏng vấn đấy. Hôm nay bác Hương mặc như thế nào bác Huy? Hôm nay chị Dung như thế nào bác? Chị Dung tươi cười phấn khởi. Dạ. Tôi về nhà chồng. Cháu đâu có lớn được đâu, cháu đinh tí mà. Cháu đinh tí nó nhỏ I'm gonna make you mine.
Trường xưa
cùng từng xe dây gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón nữa. Ta rời đây chung trên mây, ta cùng đón tương lai. Ta cầm tay, ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó, dù mưa gió, ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chia sẻ nắng lay. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, dòng chung nhau. Alo em ơi, đang lấy xe chuẩn bị ra về. Mười tờ mây mỏi sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió bước bọn làm anh mỏi như cả đôi vai. Những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh, hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoát đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Đêm ngày lo viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin biết tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta